Xin chào quý hàng đến với trang nhà đất Huy Hùng.com. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một căn nhà phố hiện đại năm 2018 nằm ngay trục đường Lê Văn Thọ, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà này nằm trong một khu mini phố đồng bộ gồm có 50 căn rất đẹp và sang trọng ở trục đường Lê Văn Thọ. Nhà quý hàng ơi, chúng ta để ý thay, con hẻm trước nhà là một con hẻm cụt 6m, khu nhà lầu đồng bộ 50 căn thuộc trục đường Lê Văn Thọ, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta để ý thấy này, nó sát với mặt tiền đường luôn nha quý hàng ơi, ngang. Và hôm nay mình sẽ chọn một căn nhà trong khu phố đồng bộ này, có diện tích là ngang 4m2, dài 14m và được đúng có một trệt một lửng 3 lầu. Nhà chúng ta sẽ có phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và hướng của nó là hướng Tây Nam, phù hợp với những người hợp hướng Tây tứ trạch. Và đây là khu vực mặt tiền, mặt ngoài căn nhà này. Căn nhà này được thiết kế theo phong cách hiện đại, phong cách kiến trúc Pháp năm 2018 và đang được nhà đất Huy Hùng chào bán với giá là 5 tỷ 800. $5.870.000 còn thương lượng cho quý hàng thiện chí. Quý hàng nào quan tâm thì hãy liên hệ sớm bên nhà đất Huy Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Mình sẽ di chuyển vào phía bên trong nha. Phía ngoài thì chúng ta sẽ có một lớp cửa sắt này, làm rất bền, chắc chắn và kiên cố luôn. Bên trong thì chúng ta sẽ có một khoảng sân. Khoảng sân này khoảng 2m, chúng ta sẽ đậu vừa xe gắn máy. Và bước vào phía bên trong đây thì chúng ta sẽ có một lớp cửa gỗ này. Lớp cửa gỗ này được làm bằng chất liệu là gỗ căm xe. Và phía trên này đã được lợp mái rồi. Mình sẽ nhìn kỹ nhé. Mình đang tiến vào khu vực gara xe hơi hoặc là phòng khách của gia đình mình. Nếu mà gia đình mình chưa có xe hơi thì mình sẽ sử dụng khu vực này làm phòng khách. Ở dưới đây chúng ta sử dụng loại gạch bóng kính là giả đá 80 này. Hai bên chúng ta để ý này, được ốp gạch trang trí trên tường lên cao khoảng chừng 4m rồi, tạo cho khu vực không gian phòng bếp luôn sạch, không gian phòng khách luôn sạch thoáng và khi mình đậu xe thì không bị trầy xước nha, cũng không bị dơ bẩn. Bên này thì cũng vậy. Ngang 4m2, dài 14m và được đúc lên có một trệt một lửng 3 lầu. Hẻm trước nhà là con hẻm 6m một trục, khu nhà lầu đồng bộ 50 căn. Rất đẳng cấp của trục đường Lê Văn Thọ, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và giá bán căn nhà đã rao ra với giá là 5 tỷ 870 triệu đồng còn thương lượng cho quý hàng thiện chí. Quý hàng nào quan tâm thì hãy liên hệ sớm bên nhà đất Huy Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Mình đang đứng ở khu vực phòng khách này, mình sẽ quay thật kỹ cho quý hàng nhìn này, quá đẹp luôn nha. Thiết kế và bố trí với những cái tông màu rất là hoàn hảo luôn, đẳng cấp, sang trọng và hiện đại. Chúng ta thể ở trong căn nhà này, chúng ta sẽ đậu xe hơi và sinh hoạt rất là thoải mái luôn. Mình đang di chuyển vào phía bên trong này. Phía bên trong thì chúng ta để ý thấy này, khu vực cầu thang này, thiết kế theo một phong cách hoàn toàn mới năm 2018. Thì cầu thang này thì chúng ta để ý thấy này, có những điểm khác biệt so với những cầu thang khác. Tay vịn của nó làm bằng căm xe kính cường lực 10 ly, mặt đá hoa cương, kim sa. Và phía dưới khu vực cầu thang này chúng ta để ý thấy ở đây này, có một cái tủ rượu. Cái tủ rượu này là tủ rượu mini, thì chúng ta có thể trưng bày những chai rượu quý cũng như là những vật dụng gia đình ở đây. Và mình đang di chuyển vào khu vực phòng bếp này. Khu vực bếp thì nó vẫn sử dụng loại gạch bóng kính giả đá 80. Và khu vực tường bếp thì chúng ta có tủ kệ bếp được làm bằng chất liệu là gỗ sồi Nga. Và phía bên này chúng ta được ốp gạch tường lên cao đến trần, tạo khu vực không gian phòng bếp luôn sáng sạch và đẹp. Và mình sẽ chiếu lại khu vực phòng bếp này. Khu vực bếp chúng ta có khu vực bồn rửa chén bát được làm bằng chất liệu inox 3.4. Và phía trên thì chúng ta có tủ kệ bếp và bên này chúng ta có khu vực để tủ lạnh này. Khu vực để tủ lạnh này. Đây thì chúng ta thì vừa để vừa tất cả các kích thước tủ lạnh khác nhau. Mặt của khu vực bếp là mặt đá hoa cương. Và mình đang di chuyển vào phía bên sau khu vực giếng trời. Thì phía sau này chúng ta sẽ có một bồn rửa ở đây. Và ở đây thì chúng ta có khu vực giếng trời để sáng và lấy gió cho căn nhà của gia đình mình. Và ngay ở dưới trệt này thì chúng ta cũng có một phòng vệ sinh này. Phòng vệ sinh sử dụng chung khi mình sinh hoạt ở dưới đây. Thì thiết bị vệ sinh căn nhà này sử dụng thương hiệu nội thất là Inac. Và thiết bị vòi tắm thì sử dụng là inox 3.4. Và căn nhà này đang rao bán với giá là 5 tỷ 870 triệu đồng còn thương lượng cho khách hàng thiện chí. Quý hàng nào quan tâm thì hãy sớm bên nhà đất Huy Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Ngoài ra thì chúng ta sẽ truy cập trực tiếp vào website của bên mình là nhà đất Huy Hùng.com để xem thêm những mẫu mã nhà bán mới đẹp khác của khu vực Gò Vấp nhà cũng như là khu vực phường 15 quận Tân Bình. Rồi mình xin mời quý hàng di chuyển lên khu vực phòng khách, khu vực phòng tiếp khách chính của gia đình mình, khu vực phòng khách trên lửng nha.
Ở đây thì chúng ta có trang bị giấy dán tường này, tạo những màu sắc rất là đẹp và tạo những cái điểm nhấn cũng như là điểm, những điểm nổi bật cho khu vực phòng khách của gia đình mình. Và khu vực phòng khách này chúng ta để ý thấy này, có được trang trí và làm những cái quầy bar. Ở đây chúng ta có thể sử dụng làm khu vực pha cà phê này, hoặc là mình tiếp khách ở đây thì mình có thể, và cũng có sử dụng máy lạnh luôn này. Bên này chúng ta có tủ kệ tivi, quá đẹp luôn nha. Ngang 4m2, dài 14m, công nhận đủ. Và được đúc có một trệt, một lửng, 3 lầu. Nhà chúng ta sẽ có 2 phòng khách, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Hướng Tây Nam, phù hợp với những ai hợp hướng Tây tứ trạch. Và căn nhà này đang rao bán với giá rẻ hơn khu vực rất nhiều, chỉ có 5.870.000.000 thôi. Quý hàng sử dụng ngay một căn nhà phố cực đẹp, nằm ngay trục đường, có trục đường Lê Văn Thọ, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, sát bên khu vực nhà thờ, chợ và công viên làng hoa của khu vực trung tâm quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, mà mình đang di chuyển lên khu vực phòng ngủ này. Đây là phòng ngủ số 1 này, thì chúng ta sử dụng là loại cửa gỗ là căm xe. Và trong phòng thì chúng ta được trang trí dán tường này, ống máy lạnh đã được đi sẵn. Và phòng ngủ sau này chúng ta có cửa sổ ra giếng trời, và ở đây thì chúng ta để ý thấy này, có trang bị cho mình tủ kệ tivi và tủ áo âm tường được làm bằng chất liệu gỗ sồi Nga, rất hợp lý luôn. Và tất cả phòng vệ sinh thì chúng ta có phòng vệ sinh trong sử dụng thương hiệu nội thất là Linac, có vòi tắm hoa sen 3.4, có gương soi. Và ở đây chúng ta có bồn tắm đứng này, rất là hợp lý nha, bồn tắm đứng luôn. Căn nhà này mình đánh giá là một căn nhà cũng khá là đẹp mắt luôn. Diện tích ngang 4m2, thiết kế theo phong cách hiện đại năm 2018, phong cách kiến trúc Pháp, rất mới luôn. Phòng ngủ số 2, một cái phòng ngủ khá rộng ở phía trước. Và phòng ngủ này thì chúng ta cũng có máy lạnh đã được gắn sẵn, có tủ áo âm tường và có tủ kệ tivi luôn. Ngoài đây thì chúng ta có khu vực ra ban công, khu vực cửa ra ban công sử dụng thương hiệu là cửa nhựa lõi thép Eurowindow. Và khu nhà này là khu nhà lầu đồng bộ 50 căn, rất đẳng cấp, của trục đường Lê Văn Thọ, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và đang được nhà đất Huy Hùng chào bán với giá rất hữu nghị, chỉ có 5.870.000.000 thôi. Khu vực phòng vệ sinh có phòng ngủ số 2 này. Đây là một cái phòng vệ sinh rất đẹp luôn nha. Chúng ta để ý thấy này, bồn tắm đứng, cửa nhựa lõi thép là loại cửa được sử dụng cho khu vực vệ sinh này. Và chúng ta có sử dụng là vòi tắm inox 3.4 này, rồi thương hiệu nội thất là Inac này. Quá đẹp luôn như cái phòng vệ sinh này. Và mình di chuyển lên khu vực lầu 2, khu vực phòng ngủ số 3, phòng ngủ số 4. Khu vực cầu thang chúng ta cũng có trang bị giấy dán tường này. Quý hàng quan tâm thì hãy nhanh tay liên hệ bên nhà đất Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Ngoài ra thì chúng ta có thể truy cập trực tiếp vào website của bên mình là nhadathuyhung.com để xem thêm những mẫu mã nhà bán mới đẹp khác của khu vực Gò Vấp, cũng là khu vực phường 15, quận Tân Bình. Phòng ngủ này thì nó giống như phòng ngủ ở dưới thôi, mình quay sơ thôi nha. Quý hàng xem video bên kênh bán nhà Gò Vấp, bán nhà Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh của trang nhadathuyhung.com thì quý hàng vui lòng đăng ký kênh để liên tục được cập nhật những video cũng như là những sản phẩm mới nhất bên mình đang rao bán về những căn nhà giá rẻ đẹp cho quý hàng chọn lựa trong dịp 2018 này. Và trong dịp hè 2018 này thì nhà đất Huy Hùng sẽ đưa ra thị trường bất động sản khu vực Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh với rất là nhiều những sản phẩm mới đẹp và giá mềm, giá đầu tư cho quý hàng tham quan và chọn lựa cho gia đình mình một căn nhà phù hợp để mua ở, mua làm văn phòng công ty. Đây là khu vực phòng ngủ số 4, phòng ngủ cùng của căn nhà mình. Đây chúng ta cũng có phòng vệ sinh luôn nha. Rồi mình di chuyển lên khu vực lầu trên, khu vực phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Quý hàng quan tâm thì hãy nhanh tay liên hệ với bên nhà đất Hùng theo số điện thoại là 0918178647 và số điện thoại nữa là 0972545990. Mình sẽ trực tiếp dẫn quý hàng đi xem và chọn lựa cho mình những căn nhà ưng ý nhất nha. Khu vực phòng thờ và ở đây chúng ta khu vực phòng giặt và phòng nhân phía sau. Ở đây chúng ta để máy giặt và để phơi đồ nha. Phòng thờ sẽ nằm đây nha quý hàng ơi. Mình sẽ qua khu vực sân thượng phía trước. Ở đây là khu vực sân thượng phía trước này.
các rào chắn và chế chắn rất là kỹ rồi. Mình sẽ quay qua khu vực của dãy nhà lầu đồng bộ này nha. Để sơ qua. Quá đẳng cấp luôn. Sát mặt tiền đường luôn, chỉ cách mặt tiền đường chính đường lớn khoảng chừng 15 mét thôi. Rất là thuận tiện gia đình mình mua làm phòng công ty và nhà đất Hùng. Xin chào, hẹn gặp lại những video tiếp theo.